Xin chào tất cả mọi người, mình lại đi hái dâu tây đây. Trái này to các bạn. Hôm nào mà mình cầm cái tô như thế này này là hái chỉ được một tô các bạn. Còn hôm nào cầm theo cái rổ á là sẽ hái một rổ đầy luôn các bạn. Là hôm đó nhiều dâu. Dâu này là dâu hàng nha các bạn. Trái cũng khá to. Này là dâu niu. Trái cũng to. Này dâu nhặt lùng nha các bạn. Còn cái trái kia nhiều rồi, chưa chín lắm rồi. Con cá hư
Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha.